Các con nghe cô đọc bài này. Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu, tóc bà đen và dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay bà khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. Bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng và như những đóa hoa cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả. Đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ. Đây chính là phần mà tác giả miêu tả phần ngoại hình của bà. Tác giả đã chọn cách miêu tả như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn thứ nhất. Ở đoạn này, tác giả miêu tả mái tóc của bà. Và để miêu tả mái tóc của bà, tác giả đã lựa chọn các từ để làm rõ hơn cho mái tóc. Tác giả miêu tả mái tóc đen, dày kỳ lạ. Và nó dày đến mức phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Đây đã là một chi tiết thực sự rất thú vị. Với đối tượng miêu tả mà chúng ta lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác. Vậy với bà, tuổi đã cao mà có được mái tóc như vậy quả thật rất đặc biệt, rất đáng để tác giả tự hào và tái hiện đầu tiên trong phần miêu tả của mình.